Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, huyện Hà Quảng xây dựng các đề án phát triển cây trồng vật nuôi mũi nhọn, triển khai linh hoạt cơ chế chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Qua đó khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, tạo tăng trưởng kinh tế nông nghiệp ổn định và bền vững trong giai đoạn mới. Huyện Hà Quảng đang tích cực chuyển dịch cơ cấu và phương pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao, tạo ra nguồn nông sản sạch, an toàn và đẩy mạnh thị trường tiêu thụ. Đây là mô hình nhà lưới rộng 1.000m2 của gia đình chị Đàm Thị Thảo ở xóm Bản Hoàng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Mô hình này đầu tư vào 250 triệu đồng, đầu tư mua trang thiết bị và một số vật tư nông nghiệp để xây dựng mô hình trồng dưa trong nhà lưới, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Mô hình này giúp cây trồng tránh tác động của thiên tai và ngăn côn trùng xâm nhập. Đầu dần giảm được chi phí do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm sản phẩm sạch và bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Sau một năm thực hiện mô hình đã mang lại giá trị kinh tế cao. Được sự vận động của các cấp chính quyền địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong phát triển kinh tế thì là gia đình tôi cũng mạnh dạn là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thì như năm ngoái là được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, thì với vốn đối ứng của gia đình thì gia đình tôi đã mạnh dạn cái xây dựng cái nhà màng này. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đang chuẩn bị làm vụ thứ 5. Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương và cũng qua tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng thì là người dân ở đây cũng là mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thì so với trước đây thì đơn thuần là trồng lúa trồng ngô thì bây giờ cũng hướng đến những cái công trình, hướng đến những cái cây trồng vật nuôi mà nó đem lại hiệu quả kinh tế cao ấy. Thì là trong mấy năm gần đây thì là cái cuộc sống của người dân cũng ngày càng thay đổi và thu nhập cao hơn, thì trong đó thì cũng có gia đình của chúng tôi ạ. Bằng nhiều cách làm thiết thực, huyện Hà Quảng đã và đang đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Thực hiện chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, huyện tích cực vận động nhân dân thay đổi tư duy, tập quán từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung, chất lượng, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ. Về quy hoạch sản xuất nông nghiệp phân thành hai vùng tập trung. Vùng cao lục khu ưu tiên phát triển cây nông nghiệp hàng hóa. Vùng thấp phát triển vùng sản xuất tập trung quy mô lớn như cây thuốc lá, lúa, ngô ngọt, các loại dưa, một số cây ăn quả như quýt, bưởi da xanh, làng nghề, dịch vụ du lịch, nuôi cá lồng. Các vùng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao như mô hình sản xuất trong nhà màng cũng được huyện tập trung triển khai xây dựng, mở rộng diện tích. Hiện nay thì do cái sự phát triển của nhu cầu của xã hội thì người tiêu dùng luôn quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Do vậy trên địa bàn huyện Hà Quảng thì chúng tôi cũng nhìn nhận đây cũng là một cái lĩnh vực mà có thể phát triển được, vì tại các cái vùng thấp của huyện Hà Quảng cũng có thuận lợi trong về nguồn nước, về đất canh tác và về khả năng tiếp nhận các cái kiến thức về khoa học công nghệ trong việc sản xuất ra các cái sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao. Do vậy là một số các cái mô hình về nhà màn, nhà lưới được triển khai thực hiện huyện Hà Quảng là cái việc tiếp nhận và chuyển giao kết quả của dự án hỗ trợ kinh doanh trong nông hộ tỉnh Cao Bằng
thì những sản phẩm tại các nhà màng nhà lưới này có cái đặc điểm là áp dụng các cái khoa học công nghệ tiên tiến trong việc trồng và sản xuất ra sản phẩm có điều khiển đảm bảo chất lượng nhưng gắn với các hoạt động truyền thông để quảng bá sản phẩm. Do vậy là đã có được thị trường và đã bắt đầu giành được niềm tin của người tiêu dùng. Mô hình bác bỏ phang tại xã Trường Hà chỉ trong vòng 12 tháng đã thu hồi 100% vốn đầu tư và từ tháng thứ 13 đã mang lại thu nhập bền vững cho chủ sở hữu. Với sự thành công của các cái mô hình này thì tại xã Ngọc Đào cũng đã mở ra liên tiếp các cái nhà màng nhà lưới và tới đây cũng sẽ tiếp tục được mở thêm. Do vậy chúng tôi cho rằng là cái cách tiếp cận của Hà Quảng là hướng đến những cái sản phẩm mà đảm bảo chất lượng nhưng việc sản xuất luôn luôn gắn với hoạt động truyền thông để người tiêu dùng tiếp nhận được thông tin và có nhu cầu đối với sản phẩm để có sự phát triển bền vững, để tránh cái hiện trạng là dư thừa sản xuất được mùa thì mất giá như đã xảy ra với rất nhiều các cái sản phẩm nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Phát triển nông nghiệp hữu cơ không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn tạo nông sản an toàn, góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường. Do đó, những năm gần đây, chính quyền địa phương xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương. Vì vậy, huyện Hà Quảng đã tạo điều kiện khuyến khích để các mô hình nông nghiệp hữu cơ được triển khai hiệu quả. Huyện luôn đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Đến nay, trên địa bàn huyện, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, đặc sản có giá trị. Một số sản phẩm đã ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp hợp tác xã. Hiện nay thì mô hình nhà màn nhà lưới đang ở quy mô nhỏ. Sản phẩm của các nhà màn nhà lưới thì tiếp cận đến người tiêu dùng trực tiếp qua cái việc thông tin truyền thông của các chủ sở hữu nhà màn nhà lưới. Khi sản lượng của các nhà màn nhà lưới này nó đến ngưỡng thì tất yếu sẽ có một cái hoạt động kết hợp, phối hợp giữa các cái chủ thể thực hiện bao tiêu sản phẩm để tiếp cận thị trường. Như vậy thì các cái chủ sở hữu nhà màn nhà lưới sẽ sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận của sản phẩm của mình cho các cái đơn vị doanh nghiệp bao tiêu và sẽ thực hiện mở rộng thị trường ra các cái đối tượng khách hàng và các cái phân khúc thị trường khác. Và chúng tôi cũng đang nhắm tới các cái đối tượng khách hàng ở ngoài huyện, ngoài tỉnh và chúng tôi cũng nhắm đến các cái khách du lịch đến với huyện Hà Quảng. Với cuộc viếng thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình vừa rồi và những cái tín hiệu của cái quá trình hợp tác mở cửa giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng tôi còn kỳ vọng sản phẩm của nhà màn nhà lưới tới đây có thể được tiêu thụ tại thị trường các huyện giáp danh của nước bạn Trung Quốc tại huyện Hà Quảng. Thực hiện đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát quy hoạch, cơ cấu các loại cây trồng chủ lực, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường. Tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện hàng năm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chú trọng vấn đề chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, huyện khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh và các dịch vụ thương mại phục vụ phát triển sản phẩm OCOP, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chương trình OCOP, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của huyện, tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đối với lại việc phát triển các cái sản phẩm OCOP của huyện Hà Quảng, thì chúng tôi chú trọng đến việc hỗ trợ chuyển giao
giữa các cái cơ quan chuyên môn như là phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện các cái mô hình được kiểm định là có thể có tiềm năng mang lại hiệu quả và trở thành sản phẩm ô cốp. Quá trình xét duyệt này sẽ đảm bảo nghiêm túc chất lượng nhưng phải luôn hướng về tạo điều kiện cho các cái chủ sở hữu của các sản phẩm. Do vậy là với các cái quy định hiện tại và các cái nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay các sản phẩm ô cốp của huyện Hà Quảng chưa được nhiều, nhưng chúng tôi cũng cố gắng nỗ lực hỗ trợ dần dần, chú trọng thiên về hướng chất lượng và hiệu quả, tránh việc giàn trải và hình thức. Không. Để chuẩn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường, những năm qua, huyện Hà Quảng đã đẩy mạnh phát triển sản phẩm chủ lực, truyền thống của các địa phương theo hướng đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, bảo đảm tiêu chuẩn, từng bước áp dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với chiến lược thay đổi về công nghệ sản xuất, huyện tiếp tục vận dụng cơ chế chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển sản xuất, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại để thúc đẩy phát triển sản xuất hiệu quả nông nghiệp trên huyện vùng cao biên giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn như Hà Quảng, nhưng người dân đã bứt phá ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt. Tuy mô hình chưa nhiều, nhưng đây cũng là tiền đề mở ra hướng đi mới của địa phương. Đến đây, chuyên mục thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.